Cảm ơn cả nhà đang xem trên kênh YouTube Tú ở Bỉ. Chúc cả nhà mình ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Sáng ngày hôm nay lại tiếp tục trời mưa. Hai tháng hè mình hy vọng là trời thật là nắng, nhưng mà năm nay quá trời là nhiều mưa. Mưa mấy bữa nay kéo dài từ sáng cho tới chiều. Có lúc thì một chút xíu nắng rồi sau đó lại tiếp tục mưa. Bữa nay thì tôi tranh thủ làm chanh muối. Trời bây giờ thì coi dự báo thời tiết có thể nắng một chút, cho nên mình làm xong thì mang ra nắng phơi và sau đó ăn một cái bánh bía. Nắng chưa được bao lâu thì lại tiếp tục mưa. Mưa nhỏ dần thì bây giờ tôi phải sang cái siêu thị ở đằng kia để mua một chút xíu đồ về nấu ăn cho ngày hôm nay. Xong rồi mua hạt dưa leo, salad, dưa leo, leo mua một trái, bó hành. Thơm bông lạnh không? Có thơm bông lạnh. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều thì trời có vẻ như sáng hơn một chút xíu. Thì Tú đi hái rau về để tối nay ăn món cá cuộn. Mấy cái chậu rau này thì nếu ai mà thường xuyên xem video của Tú thì biết là Tú trồng nó cũng đã được mấy tháng. Thì do mấy tuần nay trời mưa đó thì trời cũng lạnh thì lá nó bắt đầu ngã sang màu hơn một chút xíu vàng rồi. Rau trồng thật là tốt luôn, lên quá chừng nhiều. Bởi vậy mùa hè là phải tranh thủ ăn đồ cuộn rồi bánh xèo, tha hồ luôn đó cả nhà. Có bao giờ cả nhà nghĩ là khi mình đến một cái đất nước lạ, thật là lạ để mà sinh sống, thì mình lại cảm thấy bình yên, quá đổi bình yên hay không? Và đó là sự thật. Khi Tú sang Mỹ sống, cuộc sống của mình thật là nhẹ nhàng, mọi thứ đều rất là đơn giản, ngày qua ngày trôi đi thật cũng thật là nhẹ nhàng.
có một cái cuộc sống tốt ở nơi một cái nước xa lạ, thì cái người mình phải gửi lời cảm ơn đó chính là chồng của mình. Chồng của mình đã cho mình cuộc sống hết sức là bình yên và đầy đủ khi mà mình xa nhà. Bây giờ thì Tú rửa rau và chuẩn bị làm đồ ăn cho buổi tối. Lúc nãy đang làm đồ ăn thì hàng xóm qua gõ cửa muốn xin mấy cái trái sung của nhà Tú, cho nên hai vợ chồng Tú xuống vườn bẻ sung cho hàng xóm. Trái sung này rất là ngọt và thơm luôn. Do năm nay hai vợ chồng cũng không có ăn nhiều đó, ông nó ăn nó rụng đầy dưới vườn hết trơn. Ở bên đây người ta rất là thân thiện, kẹo gì. Thấy tôi nói đúng không? Mới hái sung xong cái cho ăn dĩa bánh liền. Và đây là món cá hấp Hồng Kông. Tối nay hai vợ chồng mình sẽ ăn món này. Mời cả nhà mình cùng ăn chung với vợ chồng của Tú nha. Xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Tú. Bye bye.